xin chào cả nhà đến với channel của mình và mình là Hưng đây. Tiếp tục bữa nay mình ngắm cái gốc sứ ghép hai màu hoa nha mọi người. Thì cái cây này thì nó ghép hai màu hoa, hôm nay tiếp tục nó lại ra hoa cực kỳ sai luôn mọi người ơi. Cái chùm hoa của nó mọi người nhìn nè, coi nó đã chưa. Đó, cái này là cái màu đỏ bầm pha với lại cái màu trắng. Đó, nhìn nó màu đỏ nó bầm bầm đó mọi người, dưới lại ghép một cái màu hoa nữa là cái màu hoa màu đỏ này mọi người. Đó, màu đỏ bên đây nè mọi người. Thì bữa nay tiếp tục mình ngắm hoa và mình sầm sàm mình nối về mấy cái gốc sứ này vui vui chơi nha mọi người. Thì cùng với mọi người cùng ngắm nha, chiêm ngưỡng. Đây là cái gốc sứ Khái Hưng ghép ghép hai màu hoa. Thì cái màu hoa này Hưng cũng không biết tên luôn mọi người ơi. Sứ Khái này nó có rất là nhiều tên, Hưng không nhớ được. Nhiều lúc mình mua mình hỏi người ta cái giống này mình là cái tên gì á, người ta nói rồi Hưng cũng quên rồi, Hưng không có nhớ nha mọi người. Thì mọi người, người nào mình biết tên thì mọi người có thể bình luận ở phía bên dưới để Hưng bổ sung thêm cái tên của loại hoa này. Hưng sở hữu cái loại hoa này ở trong vườn nhưng mà không biết tên mọi người. Đó, nó rất là sai luôn mọi người. Cái này cánh đơn. Cái cây này ghép hai màu hoa nha mọi người, một cái là cánh đơn với lại một cái là màu đỏ cánh kép nha mọi người. Mọi người nhìn cái chùm hoa của nó là mọi người biết rồi đó, nó rất là sai, rất là triểu. Rồi, vậy như mình xàm xàm cho vui, cho cuộc đời nó bớt nhạt đi mọi người. Rồi, thôi cảm ơn mọi người, bye bye mọi người nhé.